Nạp bằng dinh bình thường mà đừng nạp bằng SMS. Thế chị Đủ. đổ là đây chứ đâu. Cái đi đẹp thế. Làm rất bắn quất vàng đẹp thế. Hợp lý là bằng đừng có nạp bằng điện thoại thanh niên khi đang đợi tháng để quay tay. Để đùa, người ta làm bên Đài Loan người ta giàu lắm bạn ơi, bạn đừng có nghĩ như vậy. Đúng em, đúng cún. Sao anh? Làm cún làm bên đó tầm 4 năm về mang tầm 2 tỷ về. Hợp lý không? Sắp được 2 tỷ rồi. Vậy là mới làm 2 năm được 2 tỷ rồi. Đủ phải con trăm rồi, anh còn chưa có được 20 nữa. Chán thật đấy. Không biết like bây giờ máy bay nó không bay lên cao được nhờ. Tại ở đây đất nó thấp em lên đồi là bay lên cao được. Bay được có đấy à? Lên không nổi. Em lên đồi là bay cao rồi cao rồi. CTR cân nhỉ. Vậy là em vẫn đang ở trong CTR hả? Cả nhà em có vụ ba máy có tiền ăn mà lộ này, pha mà lộ này. Là đủ. Anh hồi trước đi học vậy chắc bây giờ lâu lâu hiếm lắm mới cho ở nhà không nấu đồ ăn sáng thì cho 10 ngàn ăn sáng. Gọi là hiếm lắm, cả tháng cái một lần. Dưới này, dưới này, dưới này. Đấy để em chặt chó cái lên lại. Là... mình anh chấp hết. Chấp hết. Thế đâu có gì vui vậy cho anh ăn với. Tuy nhiên chưa thấy việc bọn hack ra. Chắc cũng có đấy em, tại vì tên hack thì cũng toàn tên mới mà. Đâu thấy tên cũ đâu. Chỉ là cái bản hack này nó càng phổ thông, phổ biến hơn thôi. Hình như bản hack được miễn phí hay sao đúng không? Free đúng không? Anh không có tìm hiểu mấy đó nhưng mà hình như nghe các bạn nói vậy. Nó làm thế để nó phá game mà. Kiểu như nó bán đủ doanh số rồi thì nó bắt đầu nó ném ra thôi. Bán cái hack bên này được bao tiền lắm. Mày biết rồi em. Mình đâu nằm trong cái đó rồi mình biết. Các bạn nói thì 200. Vài người chơi được bao nhiêu tiền lắm. Nhưng mà tụi nó vẫn mua thôi em. Em mày điền thính đi. Em cứ nghe cái tiếng súng gần đây nè. Em cứ nghe tiếng mic nào to quá ta. Bình tĩnh vậy. Đây 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 đây
trước mặt gì đấy. Thôi nhé mọi người. Có mic ai ổn nhé. Mic mặt số 4 đấy. Nó tắt mà nó ra mic từ từ tắt mà nó sẽ còn. Sao thì đúng rồi. Ó dẹ. Khu bên này nè Vy ơi, bên hướng nhà bầy á. Việt Nam vào 1-0 người mấy anh em đây. Ơ súng bắn ở đầu hầm kìa, hầm kìa. Lên lấy được thằng á. Ừ, em lấy được thằng thì anh qua đầu hầm trước anh check coi. Để anh con xe à, con xe máy à. Check hầm mọi người. Việt Nam ăn 1-0 mà. Tôi em mua hack về xấy tung nóc. Quá sẽ rẻ hơn sẽ cặp điện thoại nhiều vẫn. Đặt qua đó thì sẽ hơn sẽ cặp điện thoại nhiều tiền. Rẻ hơn nhiều luôn nha em. Có cái quần què nó đứng trong cái bom bỏng á. Đồ kỳ vậy. Lát hả ta, anh vừa ra cái nó xây anh chết ngắc liền. Nó đang đứng sát anh kìa. Kiểu như lát hay sao. Tu gì trời. Má là cái rèo chết. Anh không biết là quả đó ping anh lên hay là nó bị như thế nào. Anh vừa mới lòi ra cái chết ngắc luôn. Má vãi thật. Khó tin luôn. Nó nằm trong cái ống cống luôn. Trong lỗ cống. Tin nó đến à. Mấy cái thằng nó như xèo anh. Bên trái em nè. Rồi còn một. Ngay cái lỗ luôn em. Tiếc nhỉ, à, quả đó đúng ngon luôn. Quả đó kiểu như ping lên hả ta. Vừa anh vừa mới lòi cái mặt ra cái là anh chết ngắc luôn. Ôi thật. Chứ em làm chữa hack. Bạn chẳng pháp của hack tiếp. Cũng bình thường, đúng rồi. Không nhìn thấy cái ấy luôn. Không làm được luôn. Dí tay vào làm. Nhưng mà quả đó em nằm nó vẫn đục lụng cái đó được à. Nhưng mà thằng nó cách thấy được. Cách xa cái đấy mà, mình... cách xa. Em nghe ai nói tiếng nó trèo lên rồi. Tiến ơi, Tiến đắp mic, Tiến ơi, mic bên Tiến ổn. Yêu game thật nhưng mới thành phần ấy. Việt Nam một trái rồi. Chúng ai được nạp pháp, vậy nạp với bên Yellowbay. Yellowbay thì 100 em. Làm gì tới 120, 20 đó là em được thêm bao nhiêu CP rồi đó. 20, 50 CP hả ta? Ôi chị ai biết bên em dọn lại bình lên. Đúng rồi, Yellowbay thì 100 được 100 được 440. Viettel Pay trả tiền tiền cho đợt rất dài 1 phút. Quả đó số chó tự dưng ping nó lên đúng lúc rồi ta. Đúng wifi. Anh em ăn cái bom mà không hiểu luôn. Ừ.
Thanh niên đó thấy anh chạy xe máy tới rồi đang cầm bom rồi, xong rồi kiểu giống như anh vứt xe, thanh niên nó vẫn cầm bom bị bom nổ ấy, chạy vào trong cái lỗ đó cắm giáp. Đó thì anh vừa trượt tới cái lỗ đó thì anh chết luôn. Nó làm anh cái rèo kiểu như là quả doping anh lên đột ngột hay là như nào đó, hay là ping nó lên á, chứ anh chơi vẫn luôn. Đó, ping anh nhìn thấy ping anh đẹp lắm. Làm hết sao. Ham đi ham mọi người. Trời ơi, có tin nhắn nữa nhỉ. Team bên phải, hai team nhé, một phải với lại một dưới xa bên trái. Nhưng mà may nó không nhảy chung, không có giáp bên trái. Từ anh chuyển tiền nữa. Mình bắn nhá, mình chuyển tiền cái. Trở thành bắn bắn qua thành 5 triệu bé à? Từ từ nhà phí nhờ. Anh ghi là tiền mừng sinh nhật. Ôi. Không, mình phải ghi là chúc mừng sinh nhật. Cái đúng năm ghi. Cho anh chơi với. Chết hai người rồi. Nhím nhầm này. Ủa cuốn đi đâu vậy? Nằm xuống rồi, không kịp ta. Nóc 1 ở ngay trên đường, em đi ngay giữa đường đường lộ á. Alo, dạ là con làm YouTube không mày? Dạ là con. Dạ là con lấy chim không? Dạ. Có chim, có chim, có chim. Còn có chim luôn hả? Có chim chứ, chim mày cắt đâu. Hả? À, chim tôi cắt tôi, tội tôi nha. Đừng cắt chim tôi. Đi đây. Vậy xài thẻ ngân hàng được không? Hi hi, Việt Nam đã mua một quả. Việt Nam hay quá. Người ta vào một quả rồi, donate mọi người ơi, tặng sao thôi. Không, tại không biết nên hỏi. Được, thẻ ngân hàng được chứ em. Thẻ ngân hàng em liên kết á. Không phải chê, hôm nay đã xin hết đó.
Ôi sao, buổi sinh nhật em có quà không? Có, sinh nhật em cứ gửi quà cho anh nha. Tí anh gửi địa chỉ vào hòm thư cho em. Vậy Mẹ có còn món gì trò chơi đã hơi chán. thằng này thằng cái thằng bắn hát là thằng ông, cái thằng kia nó bắn ông, nó hát ông ơi, tố cáo nó ông ơi. Ông nào bắn hát ông nội? Ai bắn hát bên mấy bạn đó thằng hình nào như bắn hát đâu ông ơi, cái thằng bắn lẻ nó hát ông ơi, rác tố cáo nó ông. Bên mấy bạn đó hình thằng như tỷ có nào ba, thằng nào ba, thằng u w u g hại linh đó không, nó hát hả? Nó hát á, hồi ra tố cáo nó không. Bên kia mấy bạn không, kia nói không, chuyện không, này bên hết tất cả luôn chứ. Tố cáo nó nha ông, rất là tố cáo nó nha, thằng chó đó nó hát á. Rồi sao tố cáo không nổi? Các bạn nó đang kêu là bị thằng URL Hạ Linh theo dõi hết trận bị đi, rồi ra là tố cáo không? Tôi dạy hết trận đó, luôn, sao đó là tố cáo rồi, nó? Ông nghe đầu đó. Nghe nghe nghe. Ông hỉ quá rồi, mấy con bị chó này. Có hát hả bạn? Nó hát rồi mà ơi, nó nhìn em rồi. Sao nó nhìn xin em mà nó không bắn vậy? Nó nhìn em trước vậy. Nhắm cặp từ bắn bốn rồi bắn. Nhắm đâu? À không phải, mấy thanh niên này không phải. Bắn thanh niên này nó biết cộng mấy đầu thanh bắn thấy hết sọt thôi. Anh Linh này. Bên trái em có một nhá. À thanh niên này là em biết. Không vội đâu em, cứ bình tĩnh. Xong đây mình thì chạy đường trời. Chắc cún tí lấy xe nhặt được bọn. À, nó sao nó không để mình thay đạn xong bắn nhỉ? Ba à, viên đạn trên súng. Trời. Nó để em cảnh giác xong rồi đó. Tặng cho cái quần què. Quần què lấy luôn nhá. Quần què cắt bên nào dài để lại, bên nào què để đó, bên đầu dài thì cắt đi, còn bên què để lại. Lấy xe mà cứu. Đi kiếm xe đi kiếm xe đi lăn giữa, cứu được. Chứ còn chạy vào cũng hơi khoái, mình có gì đâu mà vào solo với người ta. Em cân 3, cân 4 được thì cứ vào. Bỏ thu nữa nha. Mình xuống cái trụ này đi. Tiếng nó đủ mà đâu vội được, mình nghe tiếng bấm nhau rồi đó. Rồi luôn kìa. Xe đó, ở đây xe đó. Cứ vậy ông bạn này. Chắc nào cứ vậy nhất.
Mật canh kìa. Nhưng chúng ta làm cảnh sát à? Cái tác nhìn bẹt ghê á. Airdrop is coming. Gì vậy trời? Nó có sống bill rồi, lên phải được báo chứ. Đúng, có đi kịp không? Đâu? Trễ đúng nửa giây đi ơi. Sorry em. Cô đen bất kiểu. Ủa ai tưởng ở đây hả? Má nhìn ta, quái không để ý nó 200 mét rồi. Nó dí ra luôn rồi. Dí ra năm bèo à. Ừ, mắt xem. Ba chiếc luôn ghê vậy. Có lộ trên đồi luôn nhờ. Có lộ trên đồi, có lộ trên đồi. 16 giây 12 giây 10 giây. Ăn lộn rồi. Nó gặp người khác rồi. Đây bố mày lại, bố mày hỗ trợ cho mấy quả rocket vào mồm. Cậu nhí bố. Oh. Hello bạn Lâm. Đâu rồi, vẫn nhau ở đâu hết rồi. Phải, đôi chút mặt anh luôn đó. Ừ, cái súng này mà không thấy người nè. Thấy cái thùng tấn không? Ngay nhân thùng tấn không ạ? Thùng tấn không thấy gì hết. À đây, không phải luôn. Đó là quả bom. Thì nãy em thấy cái đồi ngay trên mặt, trước mặt nó đứng đó, nó bắn tùm lum thấy vậy nó. Thôi kiểu cha nó đi vào nhập đồ, ấy số 4 lại ngồi vô vậy. Một đầu nó thì sẽ to luôn kìa. Ừ.
ấy vẫn đang bắn nhau ạ. Mình lên mình kiếm đồ bắn ngược xuống. Xem bê chạy vào em luôn nè. Chạy vào em luôn. Đánh ở đây. Mấy bạn lên xe tiến. Mấy bạn kia chạy bo mà không có xe chạy bo không nổi nó. Có biết nè, chạy ghê kìa. Cái này đáng ra phải đổi lái cho anh Phố rồi sao anh Phố thục vối. Mặt anh không kìa. Mặt anh luôn đấy. Má quả đầu tiên anh nhấp hụt. Về xe đi tiếp đi bạn, tự nhiên đi bộ rồi. Cây quần đùi đó thì sao mà lại nào ai nạp hộ chứ em chưa có thẻ ngân hàng em sống nhìn thôi là băm ai băm dưới chưa trái em có giấc đèn Lâm lâu lắm rồi mới gặp bạn Lâm nha. Dễ luôn. Đó khoảng 11m mà ông trục thời bị cận. Phải vậy. Nhà em đang xem TV luôn hả Kim? Bạn Lâm lâu rồi mới gặp và vào chào nhau một cái. Bạn hỏi thăm sức khỏe nhau cái nào. Hóc được rồi em ơi, góc đó hóc được rồi. Thanh niên này đi lễ sao á? Cho hai team nó bắn nhau đi, kệ hai team. Một team còn ba, một team một. Ném từ phải em qua. Cái team mà bắn đang đi... dồn vào bên phải. Vậy đổi cái này em nhìn thằng kia có. Em thấy rồi, con thằng này đang chạy ở trên này em biết. Bên đổi bên trái hai xin gần đấy cơn nát lát này sao chơi cách MRS ôi mình mới hồi sinh có cái gì mình liếm cái đó luôn đó bạn Hoàng lúc này vuông hơi thấp đúng rồi đợt này chán lắm. Đợt này video này người ta nghỉ bớt rồi, bắt đầu rồi. Ít người xem, ít người chơi, ít người xem ạ. Kìa nó nằm kìa. Mai anh em Việt Nam mở cho biết mọi người. Có đồ cao kìa. Hồi về trái rồi, hồi về trái rồi. Nghe tính. Bom. Trời ơi, bắn những thằng viên này lên. Khói ra đi không? Hai team. Ừ. Nó sẽ là coi cơ nghiệp. Mọi người thấy nát không? Thế trận này chết từ phát đầu. Vậy là mình nóc là nó cái gạt, nó cái hết luôn. Đúng là... Đúng rồi, dân chơi mà. Cái này bộ game nhiều quá mà. Buồn. Đấy, đâu con gà.
Tiến ơi, mình xin slot cho anh này nhé. Gì Vi, em mới lên rồi gì vậy Vi? Anh Phố. Hả? Ừ. Sao, sao Vi? Anh chơi trước trận nha, anh chơi trước và trận nha, em bận chứ. Bận gì mà bận, anh gà vừa vào, em trốn vậy, đâu phải người yêu cũ đâu, em sao vậy? Em ở chuồng đâu mà em không bận vậy? Không, em có nói nãy rồi. Sao lại ở hai không mùi thơm vậy? Em tính em ở chuồng hay sao, em không bận. Thôi bắn thêm trận nữa đi. Cứu vô nha. Thôi thêm trận đi. Cứu vào. Có. Thôi. Mẹ em bảo thôi cứ bạn trai từ từ đi. Ngay có với An nè. Cái An không chơi ta. Nhóc Lâm chơi không? Không luôn. Cuối cùng mấy bạn không chơi luôn vậy. Ôi, Bá Thiên em nhắn muộn quá. Em comment sớm một tí là anh hỏi cho em rồi. Nhớ NS mèo 14. Vậy 3, 3, 4 đi. Sao lại xóa comment các bạn? Sao nhỉ? Bá Thiên xóa comment làm gì em? Em cứ để đó đi, anh ghi mà lúc nào anh hỏi cho. Gì mà tự nhiên đi xóa. Ừ, mình chưa thử cái ông cục chén trong đây. Ừ, trong đây rồi thì nó sẽ ăn ba cái lỗ không. Đỏ sẽ làm gì các bạn? Này nó còn có nhạc nữa cơ. Hello mọi người đang xem live kênh chua nhé. Đang xem chim của kênh chua. Hồi đêm thứ 6 này ra rồi, đủ. Ước gì bạn Hoàng nạp tiền cho mình quay. Quay quốc gia đã quen rồi, giờ coi U23 đã nhìn chán quá. Các em nhỏ còn nhỏ mà em cứ tự tử. Giờ em giết 3 lần rồi, hỏi còn ấn tượng không á mà. Em giết người ta mà người ta nhớ em ác lắm. Nhưng trong tài thì cận đỡ chán. Thế ổng đeo kính không mà em lại chán ổng. Anh cũng đeo kính nè. Mình anh gọi cho phép, cho phép, cho phép, cho phép. Anh ơi, à? Nó đông lắm. Nay mình có lên suy nghĩ lại không? Đông hết rồi, ôi, sợ mình kìa, ôi sợ chạy hết kìa, ôi ơi. Ủa, đâu thấy ai đâu? Cảng thì có nè, chứ chợ đen đâu có ai đâu. Em lại lướn với anh, còn lợn này đang mồi ngon. Nhà này của em. Nhà này của em nhặt vừa thôi. Để cho em khẩu sờ lít đi, cho em khẩu sờ lít đi. Nhà này của em hết, của em hết. Cho em khẩu sờ lít. Ok rồi đấy. Anh xuống thuyền nút đi, em canh cho, em mèo cho. Nút cho bên trái rồi đấy. Mình mới nghe thấy. Thấy em nghe thấy thôi. Em nghe thấy thôi. Tính cho bên trái. Chạy đâu bạn anh yêu. Yếu rồi, yếu rồi. Up luôn đi. Anh có súng được rồi. Tam kiếm hợp bích. Bắn vào tim em. Chịu chết nào được. Kìa kìa kìa. Hết bên đây hả? À trên thành nhá. Trên thủy đoàn. Ừ ngay thành mạng thủy nữa. Bận bên trái của một quả. Em bắn xuống. Bận lục cái gì vậy? Nên trên cao em lấy góc em bắn xuống. Cô thanh niên được chết khói à? Kìa lóc khoa kìa, lóc khoa kìa. Lốc thằng lóc qua, lốc thằng lóc qua. Ok ok. Thanh niên khói anh chưa thấy nè. Đúng rồi, bạn bò xuống đi cho mình nhập đồ của bạn nào. Xuống rồi, bò xuống rồi, bò xuống rồi đấy. Bò mà đang bị kẹt ở cửa.
Bạn chơi khói đâu rồi? À kia rồi. Đâu anh? Anh bắn cong đít chui vào lại nhà rồi. Trong cái nhà này này. Trên thuyền còn một nhá. Ok. Cái đầu, cái đầu nhà thuyền, cái thuyền đấy, cái thuyền đấy, cái thuyền đấy. Lên bắt thằng lên thuyền này. Ok ok. Lên luôn. Lâm lên là lên luôn. Có vật giúp ở đâu ấy? Trốn ở đâu ấy? Chào anh. Chào chết cho dễ. Chưa thấy luôn, hay là bạn đã xuống nước đấy chứ. Và lút xong đồ hôn bót thì chạy đâu ấy? Tạm hình nhá. Tầng hình chưa có chân. Đây 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 đây, qua 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 luôn, góc qua luôn. Chết chết. Ô cái băng đạn mình đâu ấy? Ô cái băng đạn nó nhặt của em mà. Băng đạn của anh nè. Ôi. Ủa tính cover nếu được tầm nào. Chán ghê rồi. Kìa đó kìa. Ê. Con hàng của anh đó. Cũng được luôn. Cũng được luôn. Mất luôn à. Ý trời rồi anh ạ. Ý trời anh nhanh nhé. Anh cho em cái giáp đi. Thôi bị phụ phàng quá. Cho em cái giáp. Sao lại giáp, phụ giáp em, lớn ấy. Giáp em lớn ấy. Ui ui. Đây còn đủ tí. Thank you anh, thôi em có đủ. Đây, tặng cái hoạt bích hay nhỉ. Nhỉ, mỗi người một góc. Bắn mình, tem này phải đi thi đấu SEA Games. Đúng là quốc gia chưa được SEA Games, chết thật. SEA Games nó không có một cái bộ môn này em ơi. Đợi SEA Games 32 thì em đăng ký tem này cho bạn SEA Games nhé. Ok luôn, đến lúc đó em chưa chết. Mà em vẫn còn chơi được game này. Bắt quả tiếp này là gì? Em chưa bắt bốt. Sắp sinh nhật em rồi nha mọi người. Lu và em nhớ nhắc anh nha, khi nào tới sinh nhật em nhớ nhắc anh á, hoặc em cứ âm thầm gửi tiền vào tài khoản cho anh được rồi. Anh biết mày rồi. Có bay kìa. Nâng nha. Mình nghe, mình bay. Thế giờ có bay rồi. Lên anh ơi. Gáp em, gáp mình. Chưa vội gì, để lỡ nó khóc mình nữa. Em không nhảm canh nha. Ok. Trong farm lên. Còn giáp bắt ấy, nó bốn thằng, nó bắt mình rồi. Trong farm còn. Bứt giáp đi anh, bứt giáp đi anh. Giáp đây, ok. Còn miếng này, còn miếng này. Cho farm và farm chơi luôn. À nhiều đạn nhẹ không? Anh đái đi, anh đái đi. Đây đây đây, em có đây. Đứt luôn. Em có 150 rồi đấy. Đủ, anh giàu quá rồi đi. Farm kìa farm. Nét tin. Ở ngay đây thôi. Có xe này. Location export. Một bạn ở đây. Chú em. Ô, bạn này chơi phóng lựu nha, với lại một trong khói nữa. Quá, anh gà phụ cuốn đi. Đây phụ. Ủa mà bốt à? Người anh. À Nick Phong. Thằng trong khu anh người... chết chưa? Chưa, đó hai thằng lớn. Nó bắn máy bay nè, lên ốp đi, lên ốp đi. Có coi thằng nào lẻ nhất ốp. Đây đây. Nó bắn máy bay còn số 6 thôi. Đây máy bay này đủ nha. Xuống nhà đi em ơi. Xuống nhà lớn nha, xuống nhà lớn. Nhà lớn, nhà lớn.
khiêng này, đặt khiêng. Muốn bắn từ phía đang bay luôn. Lớp chết. Tao lưng quá luôn. Má cái kia nó cứ hiện vào đầu nè. Nó hát rồi, nó hát rồi, nó hát rồi. Cứ ở nhà đi. Em đi, em đang bắn, em đang bắn. Ê, nó lên, nó lên đi em. Nó trên nhà, nóc nhà. Vỡ giáp, không có giáp đâu anh, không có giáp đâu anh. Anh không có đồ bay. Sao nó bắn xuyên tường được ta? Ở đây còn có chân nữa. Thằng lũ váy hình như chạy xa rồi. Nó chạy thẳng về hướng nhà thờ rồi mà. Nó phải cứu đồng đội nữa. Nó có, nó nhặt thẻ xong rồi. Nó chạy về hướng nhà thờ. Anh có giáp á. Anh có giáp lớn đấy. Ném bom kìa. Một thẻ đây mà nhặt sao được. Có phòng đạn này. Chưa lấy được thẻ đâu. Anh gần ra rồi, anh gần ra rồi. Dạ, anh ra rồi, anh ra rồi. Đấy, câu nói thật lành của đàn ông là vậy, anh gần ra rồi. Sao anh nhiều thế? Anh gần ra rồi. Câu nói thật lòng nhất của đàn ông là anh gần ra rồi. Ôi, xin cùng anh cả anh ạ. Mình bắn mình cả. Đi đi. Em qua vào chưa? Ấy. Nó để gần nút chèo quá. Để em lấy xem nó đi. Ê, em lấy xem chở anh gà đi kìa. Chở anh gà yếu máu. Đi đi anh đừng lút nữa. Đừng cứu nữa, anh bỏ ra cái xe để em bắn đổ xe nhá nhá. Bỏ nhá. Nhà ôi, còn cái xe máy. Ôi ôi. Chỗ nhà có xe máy hả? Anh cứ lấy đi, anh cứ lấy đi. Không được đâu em. Đuổi ngược các bạn, kẻ bo này. Kẻ bo đâu rồi, xe đâu? Đây em có xe máy đây rồi. Đón, đón, đón. Lúc trúng trước nó luôn đấy. Đi, 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 đi. Đây là một địa chỉ. Hình như có đứa chết bò thì sao mà đi chậm lại được ta? Các bạn ấy sắp đổ xe. Nhảy em ơi. Hóc đi em ơi, hóc đi em ơi. Mất giáp rồi, mất giáp rồi. Ờ kìa, ở tảng đá kìa. Bốn thằng ấy. Anh phải ném vào đúng người em. Bóp của anh, bóp của anh. Con lợn này là một loại bom nè. Anh hết bom rồi, em có em nói chứ.
cho anh em quá. Mình thấy nè, nó đi em ép rồi nó đi vòng thoại đi mất. Ủa đen. Qua vào em cái. Ok em lên cái. Thằng dưới vỡ giáp rồi. Đây anh. Tem khác tới. Ủa xe bồ chứ. À ván tới kìa, ván không, tới. Khác. Xe đó. Chết mẹ hai thằng luôn. Hai thằng luôn ạ. Chó. Bắn khó anh ơi. Núi đi anh, tên này bắn khóa. Sao mốc một chạy rồi, sao mốc chạy. Có một thanh niên sẽ khói sao nhỉ xuyên à. Bắt xấu nhỉ. Đẹp tí hơn. Khá bảnh nhưng khá đuối. Ba thằng nó bắn nhầm mãi mới chết. Cái lồn quá. Chắc tại em ngoái. Ấy mới mời đây là bạn chứ. You are the jump leader. Good luck. Chết ngay, chết lẻ lưỡi luôn. Đây cho anh gà nhảy trận đi cho may mắn. Nắm cầm lưng mình. Nắm ba lần bỏ cuốn. Nắm cầm lưng. Em của em nói sao anh gà mà không nó sao còn anh gà hơn anh. Thật không có suy nghĩ. Người còn người có tuổi bắn thế là quá đẳng cấp rồi. Gà cũng có nhiều kiểu sao gà em đó. Sao không biết đấy em có chơi được như anh không? Tao biết anh già hay vậy? Thì em nghe giọng nghe anh già rồi. Ủa già nghe giọng là biết rồi. Nghe thì... Em nói về anh buồn, là... anh sinh năm 79 mà em nói về anh buồn. Khỏe anh em ơi, anh 86 em ơi. 69, 69 nhớ quá. 69. Em nhớ năm sinh anh mà. Mất gì em tặng quà cho anh. Của ai vậy? Em tặng quà cho Duy à? Thích trời. Cái này là cái khẩu AK gì mà bật cứ khúc lên gì nó xấu người ta bật cái tâm rồi lên xuống hả? Này có Hà gánh rồi. Hà sẽ bù vào những thiếu sót của anh gà. Quá là hợp lý luôn. Chống luôn. Cái gì đây? Lắc nhiều mẹ. Chết rồi, gặp em đồng chấm rồi. Đục má nó. Tại sao lại đục má nó? Tỷ vậy. Đấy, hiện tên luôn. Mấy thằng mặt lợn này. Cái gì không
Tên gà gì? Đâu, gà là tên ngày trước anh đặt trên nick của anh. Chứ anh tên đâu phải tên gà. Mọi người cứ gọi chậm mày khó đi. Đi chơi đây, chơi gì em? Em like đây đang vui. Đây đang vui chơi. Tệ thật. Mốt thật cả ra mất nhau rồi. Ôi trời ơi, cả con bốt đang bò mà bắn vào không trúng này. Ôi cái gì đây? Băng đạn tím nữa. À đâu, lấy băng đạn tím rồi rồi. Nhuộm em khẩu súng luôn đi. À thôi em bắn slip thôi. Thôi em bắn slip thôi. Ok em. Nếu đạn nhẹ là... cho anh xin đạn nhẹ nào. À gánh này. Đây em có 50 viên nữa. Có băng đạn xanh này ai lấy không? Có. Có chứ. Trời ơi, băng đạn. Anh mang ra cho anh đi. Anh già rồi, anh bắn nhiều đạn quá hại sức khỏe. Để đạn làm cái khác. Thôi bắn em ơi, anh đâu có ngắn đâu. Có nhiều bắn nhiều rồi. Chị bảo sao không có khẩu M21 nữa nhỉ? Hình như vẫn có rồi đó. Trời ơi, hỗ trợ cún hết mình luôn. Ôi còn ai cần hỗ trợ đâu. Trời ơi, anh sợ lắm, lỡ nó làm gì em sao? Tấm thân bé bỏng đó. Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá te tua. Anh lành anh đùm em rách có gì đó anh không? Chứ không nó bắn em nát luôn sao? Em thank you anh nhá. Cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì 50 tí gửi tài khoản cho. Anh có con gái không? Anh có con gái không? Để gọi làm bố vợ luôn này. Rõ nét luôn này. Anh có con gái. Vẫn còn đang xong kìa. Ở bên đang hét bọn nó bắn nhau, mấy idol bắn nhau rồi kìa. Rén chứ em kìa. Chết rồi. AB15 sao thì kim lại KRM262. Ừ, của anh nhiều skin xịn lắm em, không được đâu, toàn skin hòm hết. Mọi người nghe tiếng súng thì hú nhá. Tiếng máy bay lái ổn lắm, chẳng nghe thấy. Riêng con nhân vật này thì skin hòm nói là bá cháy rồi. Con nick này mới đúng. Vẽ you nail. Máy bay vứt ở đây. Một ván. Chúng đi, chúng đi, chúng đi. Mình không chạy đâu bạn ơi. Bắn chạy à, cứ lút đồ rồi mọi người. Mày dám bắn được ai thì anh em xin đùi tao. Này anh thấy ván nó dừng gần thôi nhá, chứ nó không dừng xa đâu. Cánh đi anh, là cánh chết luôn. Má nghỉ cho nghỉ chơi game luôn. Anh quý em ấy. Anh cover nhưng anh bắn không được nhưng anh cover được. Ok đó là cá nhân quý cái tội bắn thằng tai của em. Ui giàu lắm anh ơi. Này anh thấy ván dừng tròn đầu này nè, kiếm cái ván dừng em đặt đó. Em đặt chip rồi, đặt cháp rồi, có mà đi ván đi đường đồng phải đến thiên đàng.
Đây, lại căn nhà này. Đây, mày xuống đấy. Mày xuống đấy. Quý ơi. Bật mic cầu lên. Quý ơi. Leo, leo, leo. Ơ, kìa mắc cỡ chưa? Trời ơi, mắc cỡ chưa? Leo, leo. Mời, dậy đi bạn ơi. Tớ canh xác bạn nhá. Hay khi đồ ngốc. Anh Quý ơi. À, hồi sinh được một thằng rồi. Hồi sinh được anh kia rồi. Lấy tác kìa. Lấy tác kìa. Hồi về rồi. Hồi lên đồi á. Hồi là trang khác cái đó. Ván này, ván này, ván này, ván này. Ấy em lấy được con xe không? Ai tầm hướng này bắt này. Nó mới chạy về hướng Sakura rồi. Tiếng xe tiếp này. Mới nghe tiếng xe bếp còi mà. Ở bên hướng cún rồi sao? Lỗ. Lỗ vốn rồi mọi người ạ. Máy bay nó qua này. Có không? Ờ. Máy bay nó qua đón người, qua thính xanh là gặp. Bên Hà loot. Mày đông vậy mà mình không đổi được khẩu súng nào ta. Nó có sợ khẩu súng đều không lấy hộp à? Cái bắn khẩu này dễ rất lắm. Băng đàn này, cái băng đàn này. Nó ăn hết thính đồ thì nó bắn mình ra bã. Nó lại kêu leo 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 kìa mắc cỡ chưa. Mở 10 điểm kìa. 10 điểm. Chết thôi, bắn nhau tiếp. Chết ông Kiên chưa? Chết ông Kiên chưa? Kiên yêu bé, ủa chứ không phải Kiên yêu én hả? Bên đây con xe nhộn. Kiên yêu yến này. Kiên yêu yến này. Sao lại đổi tên à? Qua CD à. Thấy... cứ thấy yêu én, én yêu Kiên. Hà. Hà. Hai người kia đi hả? Nhau nhiều nhiều ghê. Đoán hai người kia đi hả? Nhiều nhiều cặp đôi gặp nhau lắm. Đây bên này có xe, bên này có xe nè. Có tăng tầm bắn cam. Sao nó mới có bản cập nhật, sao nó cập nhật tiếng xe đi ta? Tiếng xe ổn rồi. Phương tiện mới đây mới ổn. Xem gì. Nó lên kìa, nó lên kìa. Tính xe. Máy bay qua đấy kìa. Bùm. Trong vòng cái kia chết chết rồi. À bom. Quả bom đầu tiên của máy mình đợt này bom. Máy bay nó quan thính kìa. Ôi, ê, có giáp động này mọi người. Máy bay nó quay lại kìa mọi người. Quay lại kìa. Con thứ nhé. Sao bộ có bắn cam mà mình lại phải đi bắn phụ nữ này. Cũng bên tay phải được kìa, lắm rồi.
Lùi vào đi. Sao mình đi. Bút. Mình đi đổi thính đi, có tăng tốc này. Có hốc liền. Bắn phút trên kìa. Bây xe kìa. Mình đi đổi thính đồ quả kìa không? Đuổi 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 nó không nghe. Chú em có người. Đã nó hết rồi, đã hết rồi. Thính đồ quả, thính đồ quả cũng người, thính đồ quả cũng người. Alo, thính đồ quả cũng người, đừng xuống ha. Qua giờ kìa, qua sắp rồi. Ở ngay bên cạnh mình là bố thôi. Thính đỏ 4 thằng luôn ăn hết tính rồi. Đi top 1 cây rồi. Chúng hấp thính đi rồi. Mùi. Sao lưng quá. Nó góc xin họ. À, góc đùi à. Thằng ở đấy. Bắn ở phía trong có xe. Hồi rồi. Dịch chuyển về rồi. Bộ cánh ở đó đi, nhiều khi dịch chuyển về đó tiếp á. Ngay chỗ hả? À. Hai phát. Chạy đảo đảo về bo nhá hả ơi, chứ ngoài bo nữa. Có một hồi sinh kìa. Yếu. Một chấm nữa là thanh niên nó chết rồi. Body. Hồi sinh rồi à? Body. Bộ đau rồi á, không đủ rồi. Hồi sinh ở đâu ấy? Bắt rồi, bắt ngoài đó rồi. Bây giờ mà còn ngoài đó thì chết bo thôi. Anh vào bộ bo được, còn Hà thì khó nói. Tại đưa lên đó đuổi dốc. 9 AK bật cốt nhanh đi. Anh đã có súng build đâu anh. Nick anh gà giọng vang mà vẫn hello anh gà luôn nhó. Số 4 phải 4 giờ rồi. Hello anh. Hello anh Hà chết bo rồi. Anh Hà ơi. Sorry Hà anh Hà không bờ được mà. Đánh đổi trước mặt em mà người em ơi. Trước mặt em hai ván trượt đấy. Một bắt được trước mặt nè. Còn một ván nữa. Cứu được không? Cứu rất sợ, cứu không nổi. Không cứu được đâu, bố cuối thì sao ấy. Hồi sinh trước mặt này. Có ván chưa? Không, em ở đây mà, trước mặt gì. Lướt luôn. Dưới em này. Có nhiều chat nữa nha. Em đi ra đi. Có thêm miếng đi. Anh hồi máu với đâu. Buông giáp đã. Anh với em vào được trong đó là coi như bồi giết hết rồi đấy. Hai thằng trước mặt thính đồ. Đây, ngay chỗ mình. Trước mặt em này. Bốt à?
được, có được. Có một thằng nữa. Anh gà cũng gì ạ? Đặc thế. Một thằng nữa sau lưng em ấy, còn thằng nữa sau lưng em ấy. Ôi giời ơi.